Đây và chào mừng các bạn đến với bài tập ngày hôm nay. Cái bài tập hôm nay thời lượng sẽ kéo dài trong vòng 45 đến 50 phút và chúng ta sẽ tập luyện toàn thân bao gồm tập sức bền, cardio và tập cơ luôn. Yên tâm là mình đã set up bài tập này rất là thú vị để các bạn sẽ tập luyện trong vòng 50 phút mà không cảm thấy chán nản. Hãy cố gắng theo hết bài tập này cùng với mình. Bài tập này sẽ gồm 4 phần: khởi động, cardio, tập cơ và cool down. Nào bây giờ không nói nhiều nữa, các bạn hãy trải tấm thảm ra và tập luyện cùng mình ngay lập tức nhé. Ok, nào mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập. Phần đầu tiên mình sẽ khởi động toàn bộ cơ thể của mình, tất cả các khớp trên cơ thể nhé. Căng toàn bộ phần cổ của mình và đổi bên. Rồi, xoay vai về sau. Rộng hơn. Xoay về phía trước. Nào, rộng hơn. Chúng ta cảm nhận phần vai của mình nóng lên rồi đúng không ạ? Ok, bây giờ là phần hông, xoay rộng. Cố gắng mọi người xoay càng rộng phần hông càng tốt nhé, để mình giãn được toàn bộ phần hông, mông đùi của mình. Đổi bên. Ok, xoay cổ chân và cổ tay. Đổi bên nào. Đầu gối. Đổi bên. Nếu mà các bạn không giữ được thăng bằng, chúng ta có thể bám vào một chỗ nào đó nhé. Tương tự ngược lại. Đổi bên nào. Khớp hông cao cho lên và mở rộng phần hông của mình. Đổi bên. Nào, cao chân hơn nữa được không? 3, 2, ok, đổi bên. Tương tự với động tác này, các bạn mà cảm thấy khó giữ thăng bằng, chúng ta có thể bám vào một điểm nhé. Việc khởi động trước khi vào tập luyện là rất quan trọng. Hạ vai và mở đầu gối ra ngoài. Đổi bên. Nào, mình úp phần hông lại. Giãn toàn bộ phần hip flexor là phần hông của mình. Các bạn đẩy hông và nhấn gối về phía trước, giãn cái phần hông của mình nhé. Tương tự đổi bên ngược lại. Nhấn sâu hơn. Ok, xong phần khởi động, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thứ hai là phần cardio nhá. Mọi người sẵn sàng chưa? Phần này yêu cầu chúng ta phải tập trung nhá, chứ không chỉ vận động tay chân, mọi người sẽ cần phải vận động cả não để nhớ được động tác nữa. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Động tác đầu tiên, dẫm chân tại chỗ, marching. Mình cần ở một điều đó là các bạn không phải dẫm như thế này, mà mình sẽ phải dẫm mạnh chân theo nhịp. Các bạn có thể thấy là phần đầu gối của mình nhấc cao lên không ạ? Side to side.
hai bước sang nào. Hai bước, đổi bên. Đây là những động tác di chuyển cực kỳ cơ bản của aerobic mọi người ạ. Quay trở lại, dẫm chân tại chỗ. Đơn giản không? Nào mình sẽ dẫm hào hứng theo nhạc nhé. Tiếp tục sang hai bên. Hai bước sang. Nào, bây giờ khuỷu tay chạm vào đùi. Chúng ta sẽ gồng toàn bộ phần cơ bụng của mình. Mạnh hơn. Đơn giản đúng không các bạn? Ok, dẫm chân tại chỗ nào. Phải trái. Are you ready? Mình sẽ thêm một vài động tác tay vào để làm nóng phần thân trên nhé. Thêm tay. Hai lần sang ngang, hai lần lên. Tiếp tục. Mạnh hơn. Chúng ta càng đưa tay lên cao và sang ngang nhiều bao nhiêu, phần tay vai của bạn sẽ nóng hơn bấy nhiêu. Ok, step touch sang hai bên. Hít thở. Nào với động tác này, mình sẽ có một cái option khó hơn. Và nếu ai muốn thử thách hơn thì hãy làm cùng mình nhé. Còn nếu không, bạn cứ giữ step touch như thế này, đúng không ạ? Thử thách khó hơn là chúng ta sẽ đẩy phần mông về phía sau với động tác squat nhanh. Với động tác này không cần mọi người phải xuống quá sâu, vì nó là halfway squat phải không ạ? Chúng ta chỉ việc hạ người xuống sâu hơn bình thường để tăng cái áp lực lên cho phần cardio, phần tim mạch của mình thôi. Nào, xuống sâu hơn nữa, come on. Cho mình 4 lần nữa nhá. Hai bước sang phải nào. Khuỷu tay đâu? Chạm. Come on. Bốn lần nữa. Chúng ta dẫm chân tại chỗ, marching. Thêm tay vào nào. Động tác tiếp theo. Step touch xuống sâu hoặc là easy hoặc là xuống sâu hơn. Hai bước sang phải, chủ tay. Ok, dẫn chân tại chỗ, marching, thêm tay. Hít thở. Nào, chúng ta đồng đến với jumping jack. Out, in. Nhảy rộng hơn. Hít thở đều. Keep going.
self-esteem của mình tăng lên rất nhiều không ạ? Đứng chân tại chỗ, chân phải, matching. Nào mọi người ơi, vừa mới rồi, chúng ta chỉ là làm quen với các động tác, làm quen với cơ thể của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tổ hợp nhé. Chúng ta đầu tiên, bicep chân phải lên 2. Easy đúng không ạ? Mở, mở, đóng. Thích rồi, let's go, mở, đóng lại. Chúng ta cứ bình tĩnh làm quen với từng động tác một nhé. Đổi bên ngược lại, chân trái lên. Mọi người hãy ghi nhớ việc đổi bên nhé. Bên trái chúng ta cũng tương tự y hệt đúng không ạ? Đẩy không, lên, xuống, giống như mọi người đang nhảy vậy. Rất là dễ đúng không? Nào bây giờ đến lúc chúng ta phải đổi bên rồi, chân phải. Mình có 4 lần nữa nhá. 4 này, 3 này, 2. Và bây giờ đến gì tiếp theo? Đổi bên chân trái lên. Chắc chắn là sẽ thử thách với các bạn nhiều hơn. Bởi vì sao? Mình sẽ rút gọn xuống chỉ còn 4 lần một bên thôi. Bên phải 4 lần. 4, 3, 2. Đổi bên ngược lại. Trái, 4, 3, 2. Tiếp tục nào. Đổi bên trái nào. Một lần nữa. Đổi bên. Bây giờ là lúc mọi người ơi, thêm tay. Tay đâu? Tay đâu mọi người ơi? Vẫy tay thật mạnh để làm nóng phần thân trên. Ê, đổi bên. Ok, matching dẫm chân tại chỗ. Đây là động tác sẽ giúp mọi người phục hồi lại niềm tin của mình. Nhưng tuyệt đối khi chúng ta đã tập cardio, mình sẽ không dừng lại rồi nhá. Động tác tiếp theo, lên gối này. Nhấc gối, phải, trái. Dễ đúng không ạ? Tay nắm về phía trước, xoay vặn. Để mình sẽ tập luyện nhiều hơn cho phần eo của mình nữa. Nào, xoay vặn. Come on. Các bạn thấy nóng người hơn chưa? Như bạn có thể thấy là hiện tại thì mồ hôi trên người Trang chảy rất là nhiều. Nhịp tim đã tăng lên rất nhiều rồi. Nào bây giờ, hai lần bên trái. Đổi bên. Cho mình 4 lần, 4 lần. Đơn giản đúng không? 4 lần nào. Gối. Các bạn ơi, chúng ta hãy tưởng tượng có một chuyện gì tức và lên gối nhá. Đấy, cho nó thật là mạnh nào. Chịu tay đâu. Kéo, 4, 3, 2, đổi bên. Cho mình 4 lần như thế nữa, come on.
dẫm chân lại tại chỗ. Mệt quá, bỏ tay xuống, hít thở trong giai đoạn này, được không? Động tác của chúng ta đó là ghép hai động tác reset và lên ngồi với nhau 4 lần lên. Chúng ta ghi nhớ chân trước đổi lên 4 lần. Hai lần nữa, nào động tác gì tiếp theo? Mình có 4 lần lên gối, chân trái lên gối. Tiếp tục. Dẫm chân tại chỗ, hít thở lại. Nào bây giờ các bạn ơi, chúng ta đã ghép được hai động tác này vào nhau rồi. Ổn không ạ? Ổn không? Reset và lên gối. Đổi bên 4 lần. Lên gối 4, 3, 2, chuyển. Tiếp tục. Mình sẽ không nghỉ nữa mà mình sẽ lặp lại động tác này luôn được không ạ? Reset lên 4 lần. Đổi bên 4. Đến động tác gì tiếp theo? Lên gối 4 lần. Nào, mạnh hơn. Hey, không bỏ cuộc mọi người nhá. Hai lần nữa. Dẫm chân tại chỗ, Martin. Tốt quá, hít thở. Đấy là chúng ta còn chưa thêm tay đấy. Lát nữa thì mình sẽ thêm tay để cái phần thân trên của mình sẽ được vận động nhiều hơn. Nào chúng ta đến với động tác tiếp theo. Lên. Tay chạm mắt cá chân. Lên có thể đứng thẳng, xuống chạm. Hoặc các bạn thử thách hơn, kiễng gót chân lên cao và xuống. Kiễng. Nào mình sẽ tăng tốc nhanh hơn nhé. Mình rất thích động tác này, động tác có tên là Touch Up and Down. Động tác này rất mệt đấy mọi người ạ, và tác động toàn bộ vào phần đùi của mình. Tiếp tục. 8. Lựa chọn dễ. Xuống nửa đường. Xuống nửa đường nếu thấy mệt quá, thử thách hơn. Chạm hẳn vào mắt cá chân. Ok, giữ ở giữa. Phải, trái. Đây là một động tác mọi người có thể thấy rất quen thuộc trong việc nhảy đúng không? Chúng ta thu chân về giữa và chạm mũi chân ra ngoài. Mũi chân, mũi. Có ai đã từng nhảy Zumba không ạ? Nào, tay cùng hướng với chân. Đẩy. Mọi người nhá, mình push tay sang hai bên này. Nào, đẩy mạnh tay hơn. Tiếp tục. 4, 3, 2, dẫm chân tại chỗ, marching. Nào, mọi người sẽ kết hợp hai động tác lại nhau. Up and down. Và sang hai bên. Sẵn sàng chưa? 4, 3, vươn hai tay lên cao. Bên phải, trái, tay với chân cùng chiều nhau. 4, 3, 2, dẫm chân tại chỗ nào. Hít thở. Sao rồi mọi người ơi? Chúng ta có nhớ hai động tác up and down and side to side mọi người. Lặp lại nhá. 8 lần. Kiễng to chân này để tập luyện cho phần đùi và bắp chuối của mình. Rất là phê đấy, nắm sát.
năm hai bên, phải, trái. Chân chân tại chỗ, phải, trái, tiếp hợp. Nào bây giờ là lúc mình sẽ rút gọn chắc lại. 4 lần up and down và 4 lần sang hai bên thôi. Được không? 3, 2, 1, 4 lần up and down. 4, 3, 2, sang hai bên phải trước. Lặp lại này, lên. Hít thở nào. Sang hai bên, come on. Tuyệt đối không dừng lại rồi nhá. Again, again, up and down. Sướng thật mọi người ơi, tập 1 bài tập này xong chúng ta sẽ cảm thấy rất là đã. Bởi vì mình sẽ đốt được rất là nhiều calorie và tăng cái sức bền của mình lên. Nào, lên lại. Sang hai bên, come on. Dẫm chân tại chỗ, marching. Nào để mình chia sẻ cho bạn một chút. Đó là mình sẽ phải kết hợp 4 động tác lại với nhau. Mình sẽ show up cho mọi người thấy một lần nhé. Các bạn có thể dẫm chân tại chỗ đoạn này, đổi bên. Hoặc nếu ai mà đã nhớ rồi, chúng ta có thể follow theo. Động tác thứ hai, lên gối 4 lần bên trái. Tiếp tục. Đổ lên. Đứng lên, ngồi xuống. Và động tác cuối cùng, sang hai bên, đẩy. Ok, matching, thở. Nào, mình vừa show cho bạn thấy toàn bộ tổ hợp này, các động tác ghép lại với nhau. Được chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu này. 3, 2, 1, chân phải lên 4 lần. Đổi bên. Đừng nghĩ gì tiếp theo các bạn ơi. Lên gối. Ê. Come on. Đứng lên và ngồi xuống. Đẩy tay sang hai bên, push, push. Dẫm chân tại chỗ. Mình sẽ lặp lại một lần nữa nhá. Nào, 4 lần lên. 4, 3 lần này. Đổi bên nữa nào. Dừng lại. Bốn lần lên gối. Sang hai bên, push. 4, 3, 2, dẫm chân lại. Bây giờ mình sẽ cần phải rút gọn lại động tác. Đối với tổ hợp, chúng ta chỉ có 2 lần. 2 lần thôi, reset. 2. Bây giờ đổi bên luôn. Đúng không ạ? Nào, lên gối. 1 lần nữa thôi này. Bây giờ động tác gì? Up and down. Mọi người đã hiểu chưa? Chúng ta đã hiểu được tổ hợp chưa ạ? Sang hai bên, push. Dẫm chân lại tại chỗ. Ổn không mọi người ơi? Có ai vẫn đang còn rất hứng thú với bài tập của mình thì hãy cố gắng với cùng mình nha. Giúp mình đốt rất nhiều calorie đấy.
tử tế luôn. 4 lần lên gối. Đứng lên. Ngồi xuống. Push sang hai bên nào. Sẫm chân tại chỗ. Hít thở. Mọi người đã nhớ tổ hợp rồi đúng không? Một lần nữa lặp lại và bây giờ mình sẽ thêm tay. Các bạn hãy cố gắng theo với mình nhé. Are you ready? Let's go. Chân chân. Thở. Thêm tay. Chưa hết. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều động tác chờ đón mình ở phía trước. Đúng không ạ? Nào. Xoay hông. Động tác tiếp theo, bước chân chéo 45 độ, trước, 45 độ. Đơn giản đúng không ạ? Mọi người ơi, mình sẽ có hai option. Lựa chọn dễ, chúng ta chỉ việc làm ở đây thôi, chỉ việc bước như thế này thôi đúng không ạ? Và nếu ai muốn thử thách hơn, cha cha cha, dẫm 3 lần. Đánh không? Thấy chưa? Lựa chọn dễ này. Lựa chọn khó này. Ok. Hai động tác này chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau để tạo nên sự uyển chuyển ở trong aerobic mọi người nhá. 4 lần nữa. Động tác tiếp theo, chân phải về phía trước. Lựa chọn dễ. Lựa chọn khó hơn. Ok, lặp lại. Dẫm chân tại chỗ matching. 4 3 2. Mọi người biết động tác gì tiếp theo rồi đúng không? Bước lên. Cha cha cha. Cha cha cha. Dẫm chân tại chỗ nào. Let's go. 1 2 2 more time. 2 1 lên. Tiếp tục. Nào, hai tay ra ngoài. Một lần nữa, liên tục. Các bạn ơi, chúng ta tiếp theo hai bước sang. Gót chạm mông. Gót chân chạm vào mông, động tác leg curl. Bài tập này sẽ tác động vào toàn bộ phần đùi sau của mình, giúp cho mình có một phần đùi sau khá là săn chắc các bạn ạ.
thêm tay nào. Single được không? Single. Nhấc gối. Mọi người ơi, punch, punch, đấm thẳng phía trước. Hai bước sang letter. Now single. Nhấc lên, punch. Lựa chọn dễ, step touch nếu các bạn thấy mệt quá. Hai bước sang, let go. A. Lên gối, punch. Tiếp tục sang này. Hai lần nữa. Động tác gì tiếp theo với punch. Hai bước nào. Lặp lại từ đầu, dẫm chân tại chỗ. 4 lần. 2 lần nữa. Mang bồ chân phải lên. Mang bồ. Động tác tiếp theo. 2 bước sang. Punch. Dẫm chân tại chỗ, hít thở. Vậy là chúng ta đã có 4 động tác mình ghép lại nhau rồi. Ok chưa? Hít thở đều nào. 4, 3, 2, 1 lần tay. Mang bộ. Cha cha cha. Lặp lại từ đầu. Ê! Nhớ là mọi người phải sử dụng tâm trí của mình để nhớ bài, mang bộ. Ghi nhớ nhá. Chạy chạy chạy. Lặp lại, lặp lại, lặp lại. Dẫm chân tại chỗ, mắt
đều. Các bạn có enjoy cái động tác này không? Các bạn cảm thấy thế nào? Mệt chưa? Đây chính là lúc chúng ta thử thách này. Ghép tất cả lại với nhau. Mình sẽ làm tiếp một lần nhé. Ai theo được thì theo này. Hai lần. Đổ lên. Bốn lần lên bốn. Up and down. Sang hai bên. Push. Dẫm chân tại chỗ. Hai lần nữa. Mang bố. Hai bước sang. Đấm thật mạnh tay về phía trước. Punch. Dẫm chân. Các bạn ơi, are you ready? Everything together. Everything together. 4, 3, 2, lên. Chúng ta chưa cần phải tập mạnh rồi. Chúng ta hãy ghi nhớ động tác của đầu của mình đã. Lên và xuống. Push sang hai bên. Đẩy. Động tác gì tiếp theo? Dẫm chân lên bay. 4 lần. Đánh không? Mang bộ. Hai bước sang. Mình sẽ có một lần nữa ôn lại bài. Ôn lại bài tập. Are you ready? 4, 3, 2. Đứng lên cổ xuống. Sang hai bên. Mang bộ chạy 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 vào. Punch. Dâng chân. Ok. Bây giờ là lúc mọi người cần phải làm hết sức. Kết hợp cùng với tay. 4 lần liên tục không dừng một tí nào. Mình sẽ nhắc lại nhé. 3, 2, 1, đi set. Đổ bên. 4 lần lên gối. Up and down. Sang hai bên. Động tác tiếp theo, dẫm chân. Sang hai bên. Cha cha cha. Rồi, lập lại ngay lập tức luôn. Reset lên. Đổ đến. Đây là lần mình sẽ hướng dẫn cuối cùng. Sau đó mình sẽ để các bạn tự cảm nhận, nghe nhạc và khuẩy cùng mình nhé. Lên này. Ghi nhớ động tác nhé.
sang bên. Nào, 4 lần. Marble. Punch, 8 lần. A. Nào bây giờ, shut up and then. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cardio rồi. Bây giờ thử thách một chút nhé. Tập thêm phần cơ cho mình 5 phút lúc một người còn đang nóng như này. Có được không ạ? Làm xong rồi mấy ơi. 5 phút cuối cùng. 4 3 2. Squat nào. Mở đầu gối hướng ra ngoài. Nóng không sang bên phải. Lunge. Quay về squat. Bên trái. Lunge. Bên phải.
4 lần. Sáng, đổi bên, bây giờ mình có thử thách nhé, nhấp 4 lần ở dưới, đổi bên luôn, back, lặp lại 1 lần nữa thôi, tránh phần đùi mình vừa rộng nhiều ạ. Hai lần cuối cùng, ok, matching, vẫn chặt lại, hít thở. Thử thách cuối cùng, chống hai tay xuống sàn. Mọi người sẽ giữ lại đây nhé, bấm 2 phút. Gồm cái bụng của mình, lựa chọn dễ, các bạn có thể đặt gối, nhưng khi động tác này chúng ta nên nâng chân lên, nó sẽ giúp các bạn đốt cháy toàn bộ cơ thể của mình, các bạn thấy toàn bộ cơ thể nóng lên vô cùng. Nào, lựa chọn dễ, lựa chọn khó. Ok, đổi bên ngược lại. Lần cuối cùng. Ok, rồi rất tốt. Hít thở. Step by side. Các bạn hãy dẫm chân nhẹ nhàng. Lấy lại sức của mình một tí. Sắp xong, bây giờ mọi người sẽ cool down thôi. Thở đều. Các bạn cảm thấy bài tập này như thế nào? Có lẽ các bạn nào chúng ta mới tập aerobic, bạn sẽ chưa làm quen với việc mình nhớ cái tổ hợp tập luyện. Thì nếu bạn tập luyện bài này trong vòng 2 đến 3 tuần thì bạn sẽ cực kỳ thành thạo và làm quen để tiến đến cái level cao hơn, kiểu tác khó hơn, đòi hỏi nhiều thử thách hơn nhé. Hít thở. Nào, giãn cơ. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã đón xem cái video này. Mong là mình sẽ có thể đồng hành cùng với các bạn nhiều video thử thách như thế này hơn nữa. Các bạn tập luyện và hãy cho mình cảm nghĩ các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye guys.